Ở trận lượt đi, câu lạc bộ Chelsea chơi lép vế hoàn toàn so với câu lạc bộ Manchester United, do đó ở trận lượt đi việc nhận thất bại 1-2 xứng đáng. Nhưng hiện tại câu lạc bộ Chelsea đang thể hiện một lối chơi tích cực hơn câu lạc bộ Manchester United. Đây chính là niềm tin The Blue có đầy đủ yếu tố để trả món nợ ở trận lượt về tại Stamford Bridge. Câu lạc bộ Chelsea đã tạo ra một cú sốc lớn với người hâm mộ vào cuối tuần qua, được tiếp đón một đối thủ yếu là Burnley trên sân nhà nhưng câu lạc bộ Chelsea không thể giành được 3 điểm trọn vẹn. Đáng chán hơn khi The Claris được chơi hơn người từ phút 40 khi Lorenz Asic Nông nhận thẻ vàng thứ hai. Cole Palmer mở tỷ số cho Chelsea ở phút 44 từ chấm penalty, nhưng Ross Cullen đã ghi bàn gỡ cho câu lạc bộ Burnley ngay đầu hiệp 2. Những tưởng Palmer có thể trở thành người hùng khi ghi bàn thắng giúp câu lạc bộ Chelsea dẫn 2-1 ở phút 78. Tuy nhiên, hàng thủ lơ là lại khiến câu lạc bộ Chelsea chịu thủng lưới sau đó 3 phút từ một quả đánh đầu của Zara Ossi. Đây là trận đấu mà các cầu thủ tấn công của câu lạc bộ Chelsea một lần nữa thể hiện sự vô duyên trước khung thành đối phương. Họ tung ra tới 33 cú sút và có 13 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng không thể kết liễu trận đấu. Những tình huống bỏ lỡ của các tiền đạo câu lạc bộ Chelsea thậm chí còn giúp cho thủ môn Arizanet Muric của Burnley được chấm 10 điểm. Kết quả hòa thất vọng này đủ để khiến tinh thần các cầu thủ câu lạc bộ Chelsea chạm tới một cái đáy mới. Từ chỗ có cơ hội để vươn lên cạnh tranh xuất dự cúp châu Âu mùa sau thì giờ đây câu lạc bộ Chelsea lại tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 12. Khoảng cách tới vị trí thứ 7 của câu lạc bộ West Ham là 5 điểm nhưng câu lạc bộ Chelsea đã để mất thời cơ vàng và cũng vì thế mà sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tranh giành một tấm vé dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, tình thế có thể đảo chiều ngay lập tức với câu lạc bộ Chelsea nếu họ giành được chiến thắng trước câu lạc bộ Manchester United ở trận đại chiến sắp tới. Nếu tình huống này xảy ra, câu lạc bộ Chelsea sẽ thu ngắn khoảng cách tới vị trí thứ 6 của câu lạc bộ Manchester United xuống còn 5 điểm trong khi vẫn còn chơi ít hơn một trận. Đó sẽ là một vị thế cực kỳ tốt để câu lạc bộ Chelsea có thể hướng tới việc kết thúc mùa giải này một cách mạnh mẽ. Mặc dù vậy, vấn đề lớn vẫn cần câu lạc bộ Chelsea giải quyết là tìm ra nhiều phương án ghi bàn hơn là dựa dẫm vào Cole Palmer. Ở mùa giải năm nay, không có tiền đạo nào của câu lạc bộ Chelsea thể hiện ấn tượng. Hai chân sút Nicola Jackson và Noni Maduic đều không mang về số lượng bàn thắng đạt yêu cầu. Christopher Nkunku chơi tốt khi được sử dụng nhưng lại chấn thương liên miên. Mặt trận phòng ngự của Chelsea cũng nhỉnh hơn đôi chút nhưng việc thủng lưới hai bàn thua trước 10 người của Burnley cũng cho thấy sự mong manh của The Blues. Cole Palmer và Enzo Fernandez chính là hai điểm sáng nhất của Chelsea ở mùa giải này. Và với cặp tiền vệ đắt giá Moises Caicedo và Enzo Fernandez ở giữa sân, Chelsea vẫn được kỳ vọng sẽ có thế trận áp đảo trước Man United. Bạn cùng lùi của Chelsea là Man United cũng phải chịu mất điểm cuối tuần qua. Dù đã dẫn trước Brentford ở phút 96 nhờ công của Mason Mount nhưng quỷ đỏ lại chơi hớ hênh và để đội chủ sân gtech có được bàn gỡ hòa phút 99. Cơ hội để cạnh tranh xuất dự Champions League gần như đã khép lại với Man United sau kết quả thất vọng này. Quỷ đỏ bị Tottenham bỏ xa tới 9 điểm và còn cách top 4 tới 11 điểm san bằng khoảng cách này là điều không tưởng, nhất là với phong độ phập phù và những màn trình diễn kém cỏi của Man United. Với tình hình hiện tại, bảo vệ vị trí thứ 6 để được chơi ở Europa League mùa sau là ưu tiên hàng đầu với Man United. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Brentford cho thấy ngay cả điều này cũng khó khăn với thầy trò Ten Hag, được đánh giá là đội cửa trên so với Brentford nhưng Man United chỉ biết nằm im chịu trận trong 90 phút thi đấu tại sân Gtech. Nếu không có may mắn kể bên, MU có lẽ đã phải hứng chịu một trận thua đậm giống như năm 2022 có tới 4 lần các cầu thủ Brentford đưa bóng trúng khung gỗ của Man United và việc Andre Onana giữ sạch lưới cho tới những phút bù giờ cuối cùng là một phép màu. Một thế trận bị áp đảo tương tự là điều dễ xảy ra tại sân Stamford Bridge. Tuy rằng hàng công Chelsea không xuất điểm tốt nhưng sự xuất sắc ở hàng tiền vệ là dễ thấy và Man United đang không có nhân sự đủ tốt để cầm được quả bóng trước The Blues. Man United và Chelsea đã hòa 5 trận liên tiếp ở Premier League trước khi đội bóng thành Manchester vươn lên giành chiến thắng ở hai trận đối đầu gần nhất. Nhưng xét tương quan lực lượng của hai đội ở thời điểm hiện tại, chuyến đi tới Stamford Bridge sắp tới của Man United hứa hẹn lành ít giữ nhiều. Dự đoán trận đấu giữa Chelsea và Manchester United có từ 3 bàn thắng trở lên, có 26 bàn thắng được ghi trong 5 trận sân nhà gần nhất của Chelsea. Cả hai đội đều khát điểm và hứa hẹn sẽ công hiến một màn rượt đuổi tỷ số cân não. Dự đoán Chelsea chiến thắng, Chelsea đang là đội được đánh giá cao hơn hẳn ở màn so tài lần này. Tỷ lệ thắng của Chelsea chạm mức 50%, trong khi Manchester United chỉ có 29% khả năng giành thắng lợi ít nhất là Chelsea có thể áp đảo về thế trận và lối chơi phản công của Manchester United thì cực kỳ dễ ngăn chặn do Rashford phong độ kém còn Garnacho thì non nớt. Dự đoán nhiều hơn 10 phạt góc, cả hai đội đều có mục tiêu giành điểm ở trận này và giúp cho thế trận có khả năng diễn ra sôi nổi. Chelsea thu về trung bình 5,7 quả góc còn Manchester United cũng có 5,4 quả góc trong 10 trận gần đây. Khả năng cày góc của hai đội đều tốt nên có thể tin tưởng vào việc bùng nổ phạt góc. Theo lịch thi đấu bóng đá đêm nay dạng sáng mai trận đấu giữa Chelsea và Manchester United sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ 15 phút ngày mùng 5 tháng 4. Theo bạn giữa The Blue và Quỷ Đỏ, ai sẽ có chiến thắng?